Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành Nam Ca. Rồi, chiều nay thì bản cập nhật mới 1.147 sẽ cập nhật bên server chính các bạn. Thì nhân tiện bản cập nhật này thì mình sẽ gửi cho các bạn hành trình kỳ quan của bếp mới nha, cò màu ngọc. Rồi, và cũng bản cập nhật này nó sẽ có một cái phiên bản gọi là cái sang sắp hội tụ giúp chúng ta mua cái gói cò màu ngọc các bạn trị giá tầm khoảng 10 đô để chúng ta sorry bạn một đô chứ để chúng ta ủng hộ bảo vệ cho con cò này thì uh, không biết có bạn nào quan tâm cái gói này không nhưng chắc là mình sẽ uh, ủng hộ một gói ha. Rồi, hôm nay thì mời các bạn cùng với mình chúng ta cùng đi cái hành trình kỳ quan của bé mang tên là hình ảnh thiên hà các bạn. Hình ảnh thiên hà để chúng ta lấy về 10 vé đền nè Cùng với đó là 10 vé ngắm sao. Thì uh, những cái hành trình kỳ quan của bé mà cái dạng cũ cũ như thế này này nó sẽ khá là dễ các bạn không có khó đâu rất là dễ các bạn rồi cái tướng mà để chúng ta đi hành trình chiều quan của bé này thì mình khuyến khích các bạn xài cái bệ tướng như sau bạn nào có hewin thì xài hewin không thì các bạn có thể xài ats nha chúng ta dùng hewin jerome uh, hoặc là con ats thay cho hewin các bạn nếu mà các bạn có rồi chúng ta có thể cho vào thêm một con bôn ở ở đây rồi, được thì có bạn cho thêm vào một bé li beta và chúng ta có thể cho vào một con Awaken Simira hoặc là một con Awaken Belinda tùy theo cái cấp độ map của các bạn có ha. Chúng ta sẽ cho vào bét Hầu như cái đội hình này nó sẽ cân hầu như tất cả các mũi map. Không thì chúng ta có, không có thì chúng ta cho vào một con Ivan thay vì một con tướng Awaken. Tầm này gần như sẽ cân mỗi map các bạn. Cái đội hình này nó sẽ cân mỗi map các bạn có thể cho vào cho vào một con ở Athalia không thì một con Libeta không thì một con uh, AC cũng được các bạn à, những con nó con nào nó cũng mạnh hết á cho vào các bạn cho vào một con ở Athalia thì đi nó sẽ nhanh hơn thôi bạn nó có ở Athalia thì bỏ vào nó cháy hơn các bạn nó sẽ nhanh hơn là các bạn cho vào con Abel hay là con AC ha chúng ta dùng bếp lân đội hình này gần như nó sẽ cân mỗi kèo các bạn mỗi kèo cái cái chế độ chơi này hành trình của quan của bếp á gần như đã cân mồi kèo nha mình nói không phải là một trăm phần trăm có một số ải cần được 3 sao hoặc là các bạn cần phải điều chỉnh đôi chút nhưng mà gần như là nó sẽ cân hết tất cả một ải nha bạn nào mà mới đổi được suna thì có thể thay vị trí của bolmer bằng suna cũng được các bạn không thì con li con libe kia thay bằng bộ đôi si suna và rimuru cũng được các bạn nha tuy nhiên cái bộ đôi đó thì nó đánh nó sẽ hơi mất thời gian tại vì rimuru của chúng ta nó nổ nhanh quá các bạn hoặc ảnh kỹ năng của nó không thể bỏ qua nữa nên nó sẽ hơi mất thời gian một xíu nếu mà các bạn dùng cái bộ đôi đó để các bạn đi Ok Gần như là rất dễ đúng không các bạn À, lâu lâu các bạn chơi á các bật các bạn bật cái hộp ảnh kỹ năng của ở uh, của tướng lên hoặc là bật uh, hộp ảnh kỹ năng của tướng lên thì các bạn thấy nó sẽ hấp dẫn hơn nha lâu lâu bật hộp ảnh kỹ năng của tướng lên các bạn thi chuyển lần đầu cũng được nhìn nó sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều với việc so với việc là các bạn chơi các bạn tắt cái hộp ảnh kỹ năng của tướng các bạn bật lên nhìn những con tướng của chúng ta nó múa nó xài cái hiệu kỹ năng nhìn thích lắm mình nhắc lại bạn nào không có hiệu win thì các bạn có thể dùng một con như là cái con 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 ATS không thì con Aiden và eli và cũng được các bạn những con tướng mới của chúng ta đều là những con tướng rất ngon trong meta và dùng rất thích các bạn nha đa phần những con tướng mới của chúng ta đều là những con tướng rất ngon trong meta và dùng rất thích các bạn so với những con tướng cũ những con tướng mới đều mang cho mình một cái sức mạnh rất lớn và các bạn dùng rất là ổn ha thật tiếc cho bạn nào kiểu như các bạn chơi sâu mất cái cơ hội sở hữu cái con hiu win này các bạn thật sự thì à, lúc mà Lilith free con hiu win này rất ngon cùng với sự kiện à, lên cái con hiu win nhận thưởng đó thì cái đợt đó là bạn nào lên cái con hiu win nâng full option cho nó nhận thêm phần thưởng từ Lilith cùng với mảnh con hiu win này nó làm cơ hội lớn để sở hữu con tướng này về sau các bạn newbie chơi lại muốn xâm con hiu win này lấy một con full option giống như người chơi từ cái đợt con tướng này ra mắt thì là cả một vấn đề các bạn nha cảm vấn đề meta bây giờ người ta dùng con tướng rất nhiều thậm chí một vài ải leo map á. các bạn newbie muốn có bi tướng người ta cũng xài con Hewwin này để leo. Bạn nào không có thì nó nó sẽ là một thiệt thòi khá lớn đó các bạn. Về lượng đam để nhận xét về con Hewwin này thì về lượng đam thì có thể là nó 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 không có nhiều các bạn, nhưng mà con này là chúa CC sức mạnh của con Hewin ở đây là chúa CC các bạn nó có nguyên cả một cái chuỗi combo CC từ khi bắt đầu trận đấu nó đã tạo giáp rồi nó dựng mấy cái cột đá lửa nó CC thẳng mặt đối phương tới hai ba lần rồi các bạn đối phương không tỉnh nổi với cái chuỗi CC ha đầy mana nó còn gom quái thì một lần nữa ha sức mạnh của con tướng này là ở cái khả năng CC khống chế liên tục các bạn và nó trợ đam con này thì nở cái khía cạnh là trợ đam thôi còn đam chính thì vị tướng này nên nó chưa có trở thành đam chính được các bạn À, mình xin phép được uh, tắt hiệu ứng nộ của Wakin uh, Atalia với lại con con Hewin nha Để tránh việc là nó nó gây uh, hơi nhiễu một xíu các bạn Hơi uh, mất thời gian thì mình sẽ vào mình tắt hiệu ứng nộ Các bạn có thể vào chỗ đây, các bạn vào chỗ này Mình sẽ để tốc độ x6 hoặc ảnh tối thường, mình sẽ để là chưa bao giờ Rồi chúng ta quay trở lại với cái sự kiện ha Quái vật mới rồi chúng ta đến với hình ảnh thiên hà Chúng ta đi tiếp nha mình nhắc lại vị trí của con Athalia này bạn nào không có Atha có thể cho vào AC hoặc là Abel đều được các bạn cho vào con nào cũng được ha thậm chí không có Libe các bạn cho vào con Ivan cũng được các bạn nhưng mà cơ bản Libeta là cái con tướng đầu tiên chúng ta xâm còn uh, con Abel cũng là con tướng mình khuyên các bạn đầu tiên nên lấy nên hầu như các bạn sẽ đều có những cái combo này trừ cái con hiu là có thể các bạn newbie mới chơi rồi các bạn hơi khó để lấy con hiu này thôi thì khó thì các bạn có thể bù vào bằng cái con ATS nha bù cũng được các bạn để một xíu nữa mình xem điều kiện ba sao yêu cầu con bet nào thì chúng ta đã điều chỉnh bet phù hợp với điều kiện ba sao các bạn rồi thậm chí con hiu của mình bây giờ nó cũng mạnh hơn cả con abel mà con ly nó không bút cho IBM nó quay sang bút cho con hiu các bạn <laughs> chế độ hành trình kỳ quan của bet này các bạn các bạn chỉ cần có một tướng à các bạn chỉ cần có một tướng thôi là nó sẽ à, cho các bạn một con tướng full option do đó hầu như bạn nào cũng sẽ có một con tướng full option để đi các bạn nha rồi ải này con con iron hút một phát thì cái con uh, mơ của mình bị hẹo nên là mình bị bị chết các bạn có thể điều chỉnh tim một xíu nha à, cho con hiu xuống đây thì nó sẽ tán cái con aeron một phát các bạn con aeron nó không hút được thì tim mình sẽ không bị chết nha đó con hiu nó rất mạnh rồi ha nó dậm cái 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 trường nó xuống đất một phát thì tim mình không bị hẹo và mình phun máu và mình sẽ lấy được phun ba sao ok một ải phun ba sao tiếp tới ải 17 nha các bạn rồi thì uh, tùy thôi Ải này con exit đứng phía trên Thì chúng ta sẽ điều chỉnh con hiệu lên trên Để cho nó tán cái con exit Nó khỏi hú tim mình các bạn Gây hiệu bất lợi lên tim mình ha Những con tướng uh, có cái cái tóc cao của Nó có khả năng ra kỹ năng đầu tiên Thì chúng ta nó ưu tiên để khắc chế Những con tướng khó chịu nhất Phía bên kia đội hình các bạn Rồi Thoran đi luôn các bạn Một trưởng là đi Rồi chúng ta xong mãi 17 nè rồi chúng ta đến lại 18 các bạn Rồi xếp vậy là ok các bạn Cái con EST kia nó sẽ ủi team mình Có con Hewin đứng đầu thì nó sẽ tán cho mấy tán con nhỏ trốn tới khi hẹo luôn các bạn khỏi chơi Ok ABL nền mấy nợn này team mình win ba sao nha rồi chúng ta đến với ải 19 các bạn, ải 19. Mình nhắc lại bạn nào không có con Hewin có thể dùng con ATS thay cho vị trí của Hewin hoặc là Brown các bạn. Aiden vậy ly cũng được, nhiều con tướng có thể thay được vị trí của con 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 Hewin này. Ok, chúng ta đến ải à, 20 nha. Rất dễ đúng các bạn? Thì hành trình chủ quan của bé dạo gần đây nó dễ hơn nhiều so với cái thời mới ra tuyết đỏ thẩm là một trong những cái hành trình kỳ quan của bé khó nhất các bạn siêu khó luôn với vật huyền bí tuyết đỏ thẩm là nó khó nhất luôn á mới ra khó quá người ta chửi quá chửi sau đó những cái bạn sau càng ngày càng giảm độ khó xuống các bạn chứ bản nào nó cũng khó nhưng bạn tuyết đỏ thẩm á đi chơi bốn năm năm đánh cổ không không full sao được luôn á đừng nói chi mấy bạn new y đi mà phun tướng luôn best level 15, 18 mà đánh cụ không nổi cái ai tuyết đỏ thẩm lúc đợt mới ra đó các bạn có giả mang luôn các bạn sau đó thì nó fix lại độ khó rồi chứ nó để giữ nguyên độ khó của tuyết đỏ thẩm thì đố các bạn đi quy mà đánh nổi ải đó có dữ dằn luôn các bạn nha do đó thì bạn nào nếu bi các bạn đi hãy trình hành trình chiều quan của bé các bạn cứ đi ải ải mới nhất từ ải mới nhất trở xuống cho mình tại vì càng mới thì độ khó của ải nó càng giảm để cho các bạn dễ chơi á các bạn cứ lấy cái ải mới nhất của các bạn đi nha các bạn đừng có đi trước mấy cái ải mà mới ra đầu tiên nó khó tưởng mới ra là nó dễ cho các bạn chứ mới ra là nó khó hơn đó các bạn ha các bạn lưu ý ha Ok chúng ta gần full 3 sao rồi các bạn tại 24 cơ bản thì chúng ta full hoài đó cơ bản chúng chúng ta đã full hoài rồi các bạn tim này nó rất mạnh nó rất mạnh các bạn có thể phan từ đầu đến cuối siêu mạnh luôn combo này hiu nó cc bảo kê okay. cùng với đó là vàng kia bút đam lên abel dư đam rồi các bạn abel thì chỉ nợn vài nợn là tim kia đi thôi thậm chí lượng đam đến từ cũng hiu cũng rất là to luôn kìa rồi chúng ta đến với ải cuối cùng ải 25 mươi lăm ải hai với cái combo này cũng rất dễ thôi các bạn nguyên cái dàn sau đều là cái dàn mẫu giấy cả mẫu giấy cỡ này thì cũng yêu nó gơ một phát nghe nện nợ một nợ là đi thậm chí còn chưa kịp nợ nó đi rồi các bạn combo này rất là dễ bị 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 kêu à, xong ha thậm chí còn full sao luôn các bạn rồi chúng ta full 45 sao chúng ta full 45 sao chúng ta full quà và chúng ta xong cái uh, hành trình hải trình kịch tính lần này các bạn ha hải trình kịch tính hay còn gọi là hành trình chủ quan của bé mang tên là hình ảnh thiên hà và chúng ta phun quà nha các bạn. Ok rồi, mình xin phép được kết thúc video của mình tại đây. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và nếu các bạn thấy á, đừng quên like, subscribe, nhấn vào chuông thông báo để xem thêm các video mới cũng như ủng hộ kênh nha. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau. Xin chào tạm biệt. Bye bye.